Mình sẽ quay tiếp cái đoạn hát dâu cho hát si một lần nữa đi. Giờ trời này là đẹp lắm rồi. Một buổi chiều hoàng hôn nó buông xuống. Sang bên kia cây về bên này chứ. Mấy ông này chứ. Bây giờ là 11 chiều hoàng hôn buông xuống là mấy giờ này? Để xem chừng là 6 giờ. Mấy câu dạ. Gần 18 giờ tối được các bạn ạ. Thực sự là cái cảnh rất là tuyệt vời luôn. Đây là 17:52 nhé mọi người nhé. Bên này bảo và con này không mang bảo con này không mang bên này không mang kinh kinh bên này bảo gì? Bên này nó bảo đấy nổi tiếng. Bên này nhà bán mưu bên này bảo cho mưu ngu 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 nhờ anh dịch một tí em quay thì vẫn cần những cái tình cảm. Quay thì nét đấy nhưng mà có mang cái bát lăng có mang sợi cái hàm cháy lắm nhỉ anh ơi, được cầm cô đấy. Cầm bỉ hay lắp đắng tí à? Đây là quá đẹp luôn rồi, cặp này có vẻ cặp đẹp nhất rồi đó. Cả ngày luôn này hôm nay rồi đó. Giờ mới thấy là tuyệt vời nhất đó. Lên tuyệt vời rồi. Rồi, mình xem nhé. Nhưng mà là này. Và từ từ đây đấy, lăn đấy, làm gì hẳn, lăn đấy, bạn cứ xuyên đây đấy, xăm lắm. Xem cái thằng nó ra phải tiểu hình được và đám cắt. Có máy đấy không? Có máy đấy không? Ta chắc xí cái tay vẫn đeo, phải không phải bạn? Cái tinh thần, cái khạp tạp à? Có mi những con khạp tạp này. Mà. Công ty á? Bỏ Facebook hả? Với cũng Zalo cũng có mà. Người bạn nói trên kia cắm người cắm lại lắm. Cái này nhiều người không biết đâu mà. Đây nè cái cũng người yêu mày. Thế này cái đi đây. Dạ. Cũng để kia. Anh cứ nói với mình để tin để cắm không. Thấy không? Anh mới là cái này. Anh mới là. Nhiều người xem cái cắm cả cắm người. Tinh học có vả. Cây hết mà. Có cái người hát thì không đông đâu. Cây hết tham giả. Mới đông. Cái trắng còn bé. Cái này cũng mới làm đây nhưng mà nó cũng thấy mấy ngày đây cũng nhiều người xem làm ngày đây mà cháu chị kia chị chưa rớt vào một lần nào chứ mất đâu cũng ở đây đi phải dù bắn bắn còn bắn cái ngày đi bắn kiểu đấy đi cắm cắm không sao nhiều vậy không có nói nữa thấy ngay đâu đây mà bây giờ đang bị khó vậy cầm xe đi mà sắp tới người đây này cái đây này chị cho nên mới like đây này thấy không cho nên mới like quảng cáo nhiều cái này em chưa lên like đó chị bút vào đăng ký cho em đi để mai mốt xem cái đăng lên YouTube nó khác thấy mà chị bấm vào cái đăng ký cho em có thể mai mốt em xem mấy cái chợ này em làm hết. Ai cũng lên hết, ai cũng có mặt hết. Ôi trời này quay đẹp thật đấy nhỉ, đúng không? Ôi trời này quay đẹp không? Trời này mai quay rất là đẹp không? Nó nét không? Yeah, I'm so.
Chứ nữa đi, nếu như cho nó đủ cái tập phim nó đẹp. Hẹn gặp lại ngày mai. Nhà là phải câu lo chân đắm lưới, nhà cho nè lưới. Nhiều chiều hòn. Nhà là con mưa đó là hẹn lại hẹn ưu, ôi thang mưu.
xây cái bản lắm cái nào chắc không ăn hàng đúng đúng rồi kỳ mẫu cứ gió người ta thôi bảo là kỳ mẫu chắc bà hàng mà mày cái với hành vi cái miệng cái đi mà cái đi phải bà hàng đấy cái mà cái này 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 em lấy anh lấy em vậy chứ sao? Anh yêu em từ bốn năm rồi. Nói gì thế đó? Em lại không hiểu. Em chỉ là coi không hiểu. Bị chặt. Chứ rồi mới chắc anh chén vào cái nơi đây cũng vậy. Cái này đây luôn đọc chắc tìm cái này đó. Quay hiểu cái gì không? Tình kèm tại hiểu. Hiểu. Hôm nay mình mới thổ lộ ra là mình người nhỏ. Chỉ là trên mạng là người ta cứ tìm không. Hôm nay mình nói luôn. Người đáp nghe hay lắm đấy. Chịu. Cũng như đáp thơ đó. Biết vậy rồi nhưng mà không hiểu thì cũng chịu thôi. Bật điện lên. Ôi còn sáng lắm anh ơi. Giờ này nó mới phải hoàng hôn. Buông xuống này mới phải để tuyệt vời nhất cái cảnh đẹp nhất luôn đó. Nhưng mà chị ạ, cái giờ này thì cái cảnh mới đẹp nhất luôn, là không có bị cái chói gì hết. Nét nhất như xuân đi ở trong kia thấy từng tí cỏ luôn kìa. Bây giờ này là giờ quay đẹp nhất mà. Ya la áo mưa na ti hè ư, hè na ti hè ư. Ăn nữa đi, để tí nữa cho nó đủ đi. Ăn bỏ chút nữa thôi. Vậy là phải chào em á. Phải chào em á. Phải chào khán giả đồng hồ ấy. Mi bảo phán một cuốn phán cũng đi bảo á. Đấy, mi bảo phán đi được. Mình cháy ở trong lúc mi tay khá là ngắn như đây đó. Mình cháy cũng đi ra. ไปเลยBắc Minh từng cân đi mua các bạn biết rồi bạn sắp chặt mình không nhà lão thì lão coi bây giờ là đi coi người nhà bạn chân nào ยาลาไปมื้อละกะเกียวตําเออละไปเฮาดิเป็นเดียวซอยซอยนํา
giờ là mì hầu ơi. Nó bắt con cùng bà. Chân nhà phải nguyên lưỡi tên miền Nam như vậy. Lại 6 kéo năm tôi thoải mái rồi bà. Đã chứ. Đã mồ lo theo bà ư. Ôi sơ theo biến sơ. Dìa hàn nhói ư. Dìa là bảy mươi là nắng sông à khét ư. Ôi biết thầy. ยาลาสิเจอแล้วกาแฟลาตาไอ้แฮนด์ฟ้าหนึ่ง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 ฟ้
Thì là nằm trong mà. À. Thì nghe lời là chắc lưng này hả? Chắc lò gì lời đó làm gì con trai là người dân tộc Tây Nguyên, dân tộc Tây Nguyên được hàng người đi tặng nhiều á, sau này còn hàng người đấy rất là ngon lắm. Cái gà nhăn nhăn cái gà 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 và nó tạo ra cái gì đó 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 cái gì thì này đấy bảo là hiếu đâm cái này vì đấy bảo dùng chắc chắn được ra do ăn à đó mình tập vẫn do lại chứ tay mơ bà thấy cũng khấn lụt tí này ยาลาปีบาลาเตลุงเอ๋ยสลาเตลัยกบ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 
แต่ยูมีบ้างยูจะมือก่อนเหรอจิ้งมือใดๆก็พี่เดียวกินกูในยังไม่เอาไม่เดียวอ่ะมาแล้วไปมือเลยเขาเวลาปุ๊บยืนเก่งยามสูงยืนขึ้นตัวอ่ะไปไหนจิ้งไปขึ้นก็น่าก็ไปเดียวเลยน้ำดาวปูขึ้นไปเดียวซาลามซามาไกลเลยลูกไปเดียวเลยก่อนยาสโลมีมือเดียวยาโกชาโยนาเกเรวิ่งอยู่ได้เปล่าเนี่ยไปสาวเนี่ยกังใกล้มประตูวันลื้อหันนั่งเอ้ยพ่อจะใกล้แบบแทบงามหมดเลยมั้งมันเอามือขึ้นเลยมีจักเตะกามาในวันปกวันลื้อแต่ยังโง่ตู้ตู้เตะมาต้องยังมาติดเนี่ยไก่ขนาวนะไก่ขนาวเลยเขาไปสืบกันนะโอ้สืบกันเอาแต่ไก่ที่ไหนนะเขาจะได้บ่าวไก่ไปเลยว่ะไม่ใช่ก็เซ็ตนะวะจะได้บ่าวไม่ใช่ก็เซ็ตก็ได้บ่าวต้นต้นต้นไปเลยตาตาตาตาไปเลยจับไม้ป่ายอ่ะกับไม้ป่ายอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม้ป่ายเยอะเยอะเยอะให้หยุดเยอะเยอะโอเคเลยตามมาตบใจใจแปลเสียมาที่เมืองเลยดูเนี่ยจะนับแปลเสียนói chung là mình phải cố gắng tăng điện đi cho mọi người xem. Nghe nghe mình không hiểu nhưng mà nghe mấy chị nói là hát thế này mới phải hát mà. Nhưng mà tối rồi cái ổng như đây anh em. Đấy này cũng thấy mà đúng không? Nghe nói vậy mà nghe bảo là hát thế này mới phải là hát đối đáp mới phải hay đúng không? Nghe nói vậy mà. Tiếng nghe đi. Ya la sang ni la cu cam ơi, da cai cam ơi. À, bên điều à? Bên điều à? Bên điều à? Mày là sĩ mà tìm mưa. Mày chỉ biết tao à? Tao à? Tao với nó cũng là con đấy. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều nhé. À mình anh chị hát xin đến đây là kết thúc rồi, bởi vì là bây giờ trời tối rồi nên là không quay được nữa mọi người ạ. Nói chung là mình tăng đèn công suất hết rồi nhưng mà thực ra là tối nhìn không thấy. À, hẹn là mọi người vào dịp khác mình sẽ quay cho mọi người xem nhiều hơn. À, vâng, cảm ơn anh, cảm ơn chú rất là nhiều nhé. Cảm ơn anh chị và các bạn xem video của mình. Cảm ơn những cô chú ở đây. Chúc cô chú ngày mai về làm công việc luôn luôn gặp những cái công việc suôn sẻ tốt lành nhá. Rồi, ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mình rất tâm Tây Nguyên, xin chào mọi người. Tối rồi các bạn nhé, tối rồi.